Hello, xin chào các bác. Hôm nay lên cho các bác một siêu phẩm về phôi gốc đây nhá. Hàng phôi này là phôi 3 năm 4 năm rồi. Hàng này là hàng có bệ rễ đẹp này các bác ơi. Quay cho các bác xem. Đây. Phôi đây nhá các bác ơi, cây phôi này. Đó. Quay cho các bác xem cái bệ rễ nhá. Đây là hàng phôi bệ rễ nhá các bác ơi. Phôi bệ rễ. Đây, bệ rễ nó như này các bác ạ. Đấy. Đào phai. Rồi, bác nào yêu thích cái hàng phôi này thì liên hệ với em nhá. Rồi, đây. Phôi bệ rễ như này. Đây, thân dáng tay cành đây. Rồi thôi, vào tay các bác gọi là thợ siêu cho ra các tác phẩm thì thôi rồi. Lô này em có mấy chục gốc thôi nhé. Bác nào nhanh tay thì hốt được lô này ạ. Hàng phôi 3 năm các bác ơi. Số điện thoại em có ghim trên góc màn hình, các bác liên hệ vào đó nhé. Vào Zalo trực tiếp giúp em ạ. Em cảm ơn các bác đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.